Là một người mẹ có con nhỏ cho nên mình không chỉ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe cho con mà mình còn chú trọng nhiều đến vấn đề phát triển toàn diện của con nữa. Trẻ từ 0 tới 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để phát triển nhận thức, cho nên việc tiếp xúc với sách, trải nghiệm sinh động cùng sách sẽ giúp cho trẻ phát triển toàn diện hơn và định hình nhận thức giá trị nhân văn cốt lõi. Sau khi tham khảo kỹ càng thì mình quyết định dẫn cho con cuốn sách về động vật của nhà xuất bản Đinh Tị. Đây không chỉ là cuốn sách đơn thuần mà nó còn là sách công nghệ giúp cho trẻ vui chơi với sách, tương tác thông minh và thú vị qua những tương tác thú vị về âm thanh, hình ảnh, lật mở và chuyển động, những cái trải nghiệm về sở thích hiện đại nữa đấy ạ. Bên ngoài sách in bằng giấy mùi cứng, đảm bảo cho việc sử dụng khá là bền và khó bị rách hỏng. Sách có nội dung minh họa khá là sinh động, có cả từ vựng song ngữ Việt Anh cho bé nữa. Bao nhà mình thì học từ mới vô cùng hào hứng và ghi nhớ rất là lâu luôn. Các hình ảnh và sự vật cùng tên gọi của chúng luôn xuất hiện đầy bất ngờ với những bí lật giống như là trò chơi ố vậy đó. Đinh Tị Books là thương hiệu sách thiếu nhi uy tín tại Việt Nam, đóng góp vào việc phát triển nền văn hóa đọc Việt Nam trở nên hấp dẫn và thú vị hơn với các bạn nhỏ từ 0 tới 15 tuổi. Mở ra thế giới đa giác quan giúp bé phát triển toàn diện thính giác, thị giác, xúc giác, ngôn ngữ, vận động tinh. Nhờ những hoạt động tương tác khoa học với sách như là âm thanh, chiếu bóng, lật mở, chuyển động, mùi hương khổng lồ. Riêng cuốn sách về động vật này với hơn 30 miếng lật màu sắc sẽ đưa bé đến với thế giới các loài động vật, từ cửa hàng bán vật nuôi, trang trại vui vẻ tới khám phá những ông bố bà mẹ vĩ đại trong giới động vật, những kỷ lục được ghi nhận và những loài vật tiêu biểu của các quốc gia. Đặc biệt, toàn bộ các loài động vật trong cuốn sách đều là hình ảnh chụp thật trong thực tế, trực quan để bé dễ dàng nhận biết và gọi tên. Các mẹ hoàn toàn có thể kết hợp chơi các trò chơi như là nhìn nơi để đoán loài vật sống ở trong đó, đoán xem ai ở trong cánh cửa này, hay là kể những câu chuyện thú vị về các loài vật. Các miếng lật mở chắc chắn sẽ khiến các bạn nhỏ ngạc nhiên và thích thú lắm đấy ạ. Các mẹ nào tò mò thì tham khảo và cùng con trải nghiệm liền đi nha.